chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê. Mình là Mika đây, và hôm nay thì mình đang trên tay hai chiếc máy, đó chính là iPhone 12 và Galaxy S21 Ultra. Rất đáng tiếc hôm nay là mình không thể nào mượn được cái chiếc iPhone 12 Pro Max. Tuy nhiên thì xét về mặt hiệu năng, cả hai chiếc máy bao gồm là iPhone 12 cũng như 12 Pro Max thì nó đều là một con chip A14 Bionic cả. Nên nói chung là về cái hình thức thì có vẻ nó không đồng đều, nhưng mà nhìn chung thì về cái cốt lõi bên trong thì nó vẫn là như nhau. Thì mình mong rằng là các bạn sẽ thông cảm giúp cho tụi mình nhé. Tại vì có gì thì mừng đó thôi, chứ không phải là muốn là có được. Rất là đáng tiếc như thế. Và mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mức giá hiện tại đang niêm yết cho cái chiếc Galaxy S21 Ultra 5G này là khoảng 30 triệu. Tuy nhiên thì sau khi đã trừ hết tất tần tật quà đi thì nó chỉ còn dao động tầm khoảng là trên dưới 25 triệu thôi. Thông tin chi tiết như thế nào các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Tuy nhiên thì chắc chắn video hôm nay nó vẫn sẽ đảm bảo được đến cho các bạn là một cái phần nội dung để cho các bạn có thể tham khảo được, để có một cái tham chiếu giữa hai con chip A14 Bionic cũng như là con chip Exynos 2100 các bạn nhé. Ok, và như vậy là cả hai chiếc máy của chúng ta đã đều khởi động lên rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến hành vào phần speed test luôn các bạn nhé. Mình sẽ cho các bạn xem là về cái phần đa nhiệm này, không có gì cả này. Và cả chiếc máy này nữa, nó cũng sẽ không có luôn. Đây, không có gì cả. Ok, rồi bây giờ thì không vòng vo nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tựa app đầu tiên, đó chính là AnTuTu Benchmark. Tuy nhiên thì app này nó sẽ dở hơi trên iOS một tí, đó chính là nó có quảng cáo. Đó là lý do tại sao mà nó bị gỡ bỏ khỏi Google các bạn ha. Đó. Và về mặt điểm số, chúng ta có thể thấy được rằng hai chiếc máy này nó đang có một điểm số rất là ngang nhau, mặc dù là đã chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nó có một điểm số rất là ngang nhau. Điểm số AnTuTu năm nay mình thấy rằng là thật sự là nó liên quan về AnTuTu đó các bạn ạ. Tại vì với cái app gọi là Geekbench thì nó cho ra một điểm số rất là chính xác. Đời nào nó ra đời đó, chứ không phải là kiểu lộn xộn như thế này. Điểm số cực kỳ thấp. Và đây cũng chỉ là một phần để chúng ta tham khảo thôi. Riêng cái phần mem, cái phần bộ nhớ thì các bạn phải thấy rằng là cái chiếc Galaxy S21 Ultra nó phải hơn rồi. Tại vì 12GB với 128GB nó sẽ hơn so với lại cái 4GB và 64GB trên cái chiếc iPhone 12 các bạn nhé. Đó là lý do tại sao mà điểm số của con này nó cao hơn. Từ game đầu tiên này, bây giờ chúng ta mới đi vào phần thực nghiệm này. Dựa vào điểm số thì không thể nào biết được đâu. Zombie The Tsunami. Đều, rất đều. Power Ranger. Rất đều các bạn nhé, rất đều này. Nhưng mà đến phần này thì mình nghĩ rằng là cái gọi là cái phong độ của chiếc iPhone 12 thì nó sẽ giữ được tốt hơn. Và các bạn lưu ý rằng là cả hai chiếc máy này mình đã đều cài Game Center cũng như là Google trò chơi rồi các bạn nhé, để đảm bảo rằng là nó không thiếu thốn một cái gì cả. Công bằng nhất có thể thôi. Như vậy là chiếc iPhone 12 đã vào trước rồi, như chúng ta có thể thấy. Ok. Rồi. Z-Bug Gió Drive. Rất nhanh đến từ iPhone 12, chúng ta có thể thấy được. Gangsta 4, 1, 2, 3. Thật sự rằng là mình muốn tải rất là nhiều game nặng ấy, nhưng mà cơ bản thì các bạn phải hiểu rằng là đôi lúc ấy, thì iOS nó cài được mà Android nó không cài được. Tức là cài xong rồi, tải data hết rồi vào thì nó lại không cho vào. Như cái chiếc Xiaomi Mi 11 thì đến bây giờ mình không có một video gọi là speed test nào, tại vì nó bị lỗi game rất nhiều các bạn ạ. Tải game nặng về là nó bị văng ra ngay, cho nên là không thể nào speed test được, rất là tiếc. Angry Birds 2. Như vậy thì từ game trước đó là Gangsta 4 đã thể hiện được rằng là cái chiếc Galaxy S21 Ultra vào trước các bạn nhé. Rất đều. Pha này là đều đó các bạn ạ. Tại vì là mỗi cái nó vào một cái mục khác nhau, cho nên nó sẽ có một cái dạng animation khác nhau, nhưng mà nhìn chung nó đều. Advan 8. Galaxy S21 Ultra đã vào trước rồi, một cái khoảng cách chênh lệch rất là rõ. Real Racing 3.
Đối với tựa game Real Racing 3 thì mình thấy rằng là nó cũng là một tựa game có đồ họa hay, và ở đây các bạn có thể thấy được rằng là chiếc Galaxy S21 Ultra đã vào trước rồi. Một khoảng thời gian rất là cách biệt luôn các bạn ạ. Đó, bây giờ thì cái chiếc máy này mới vào. Subway Surfer. Và chúng ta cũng sẽ có cái sự góp mặt của những tựa game rất là quen thuộc và cổ điển nữa. Wow, lần này Galaxy S21 Ultra vào rất là nhanh các bạn nhé. Tamron 2. Lần này vẫn là Galaxy S21 Ultra. Như vậy thì không hổ danh rằng là con chip Exynos là một con chip nó thiên về xử lý CPU, đó, cho ra một cái khả năng tốc độ xử lý rất là tốt. Tuy nhiên thì tổng điểm như thế nào thì mình lại quên mất rồi. Điểm số thì nó vẫn đang hiển thị trên hình, nhưng mà phải đợi edit thì mình mới biết được. Đó, ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử lại một tí về cái phần đa nhiệm các bạn nha, để xem là 4GB trên iPhone 12 nó có tốt như là 12GB trên Galaxy S21 Ultra hay không. Đầu tiên thì mình vẫn sẽ khởi động lại cái app AnTuTu này. Ok nha. Zombie the Tsunami 1, 2, 3. Đó, 4GB trên cái chiếc máy này là chắc chắn là không thể nào bằng 12GB rồi. Nhưng mà đường dài mới biết người hay, phải test hết mới được. Cũng thế, à cái này lót lại các bạn nhé. Này đang là lót lại này. Ok. Đó, các bạn có thể thấy được 4GB trên iPhone 12 khá là đuối. Như vậy năm nay thì chúng ta có thể thấy được rằng là về mặt đa nhiệm sau là những chiếc máy Android cùng thời, thì bây giờ 4GB trên iPhone 12 nó đã thể hiện cái sự thua kém hơn rồi. Năm ngoái thì thường 2GB sẽ bằng 4GB trên Android, nhưng mà năm nay thì 4GB không thể nào bằng 12GB rồi. Đây là một cái sự nâng cấp rất chậm đến từ Apple. Đó, đa số là lót lại hết luôn. Như vậy thì xét về mặt đa nhiệm, chúng ta có thể thấy được rằng là với cùng một cái số tiền chúng ta bỏ ra như thế, iPhone không còn cho ra cái khả năng đa nhiệm tốt nữa, tại vì RAM của nó bây giờ là quá thấp. Chúng ta không nên thần thánh hóa nữa, tại vì trong phút chế này chúng ta có thể đòi hỏi được 6GB, thậm chí là 8GB để làm sao nó cho ra một cái trải nghiệm cân bằng hoặc là hơn so với những chiếc máy flagship đến từ Android. Tuy nhiên thì với cái việc mà quá tiết kiệm của Apple như thế này thì chúng ta có thể thấy được rằng là bây giờ thì gọi là không còn đa nhiệm tốt nữa. Điều này là chắc chắn rồi. Nói gì thì nói, chúng ta không nên thần thánh hóa lên về cái việc là iOS tối ưu tốt này kia. Ở đây là mình muốn nói rằng là Apple đã cho một cái mức RAM thấp, đó, làm cho cái chiếc iPhone 12 này đa nhiệm kém hơn so với lại những chiếc máy cùng phân khúc các bạn nhé. 6GB thì có khi nó sẽ bằng, tuy nhiên thì 4GB thì nó lại rất là tệ. Và nhìn chung thì trong cái phần test đa nhiệm này thì toàn bộ gần như 10 tựa game đó. Hết 9 tựa game thì chúng ta có thể thấy được rằng là nó lót lại hết 8 rồi, 7-8 tựa game rồi trên cái chiếc iPhone 12. Và xét về cái mặt đa nhiệm, nhận xét là vẫn phải kém hơn so với cái chiếc Galaxy S21 Ultra. Xét về cái mặt trải nghiệm năm nay thì mình đánh giá rằng là con chip Exynos 2100 nó cũng đã được tối ưu tốt hơn rồi. Đi kèm với đó là mình thấy được rằng là với phần tốc độ thì nó vẫn là một cái điều gì đó rất là nổi bật từ trước đến giờ của con chip Exynos. Đó, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái hai chiếc máy này, xin hãy để lại ý kiến của mình và dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.